Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Chí Cương có buổi tiếp Phó Tổng lãnh sự Anh tại thành phố Hồ Chí Minh, Sam Woods và phái đoàn Bộ Giáo dục Vương quốc Anh nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường thông tin khái quát đến ngài Phó Tổng lãnh sự Anh cùng đoàn công tác về tình hình kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian qua, đồng thời kỳ vọng thời gian đến Đà Nẵng và các địa phương của Anh sẽ có thêm nhiều hoạt động hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân. Đáp lại thịnh tình của lãnh đạo thành phố, Phó Tổng lãnh sự Anh tại thành phố Hồ Chí Minh Sam Woods cho biết, 2023 là năm kỷ niệm 50 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao Anh Việt Nam. Chính vì vậy, những hoạt động giao lưu văn hóa hướng đến chào mừng sự kiện này được tổ chức thành công tại Đà Nẵng vừa qua đã góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Ngài Phó Tổng Lãnh sự đánh giá cao nguồn nhân lực hiện nay tại thành phố Đà Nẵng và tin tưởng giáo dục đào tạo đổi mới sáng tạo cũng là lĩnh vực nhiều tiềm năng hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.